Xin chào quý cô chú và anh chị. Nhân dịp Tết năm 2024, Sơn Đông tri ân khách hàng giảm giá các mặt hàng có sẵn đang được trưng bày tại tất cả các showroom ở Sơn Đông. Và ngày hôm nay em xin mời mọi người cùng em tìm hiểu như là xem cái mức giá giảm của 3 bộ sofa đang hot nhất tại Sơn Đông là như thế nào nha. Và đây trước mắt mọi người là một bộ sofa hoàng gia super luxury bao gồm là 6 món, được làm với chất liệu là gỗ gõ đỏ nguyên khói. Và hiện tại bộ bàn ghế này đang được giảm là mức 20% khi là hàng có sẵn, và cộng thêm 5% nữa khi quý khách hàng thanh toán trong vòng 3 ngày. Bộ sofa này được thiết kế theo phong cách là cổ điển với những đường nét được chạm hoa lá tây và được gia công hoàn toàn bằng tay từ những người thợ Sơn Đông lành nghề. Từ phần chương, tựa lưng, phần tay, phần mặt bàn, phần tay ghế, phần chân đều được làm nguyên khói với những độ dày thông số cực kỳ VIP, và em sẽ để dưới phần mô tả để mọi người cùng tham khảo. Và bộ bàn ghế này thì phù hợp với những cái không gian phòng khách kê đặt là tầm 16m² thì sẽ là đẹp nha mọi người. Đấy. Bộ này thì em sẽ tặng cho mọi người là một bộ kính cường lực nè, một bộ điểm ngồi cực kỳ là giá trị luôn, và giá trị của những cái mặt hàng sản phẩm này á thì sẽ lên đến là hơn 20 triệu. Và tiếp theo trước mắt mọi người đây là một bộ sofa hoàng gia super luxury bao gồm là 10 món, cũng được làm với chất liệu là gỗ gõ đỏ nguyên khói. Từ phần chương, phần tay, phần tựa lưng, phần mặt ngồi như là phần mặt bàn, tất cả bề mặt của sản phẩm đều được làm liền tấm với độ dày thông số cũng cực kỳ VIP. Và bộ này á, thì được bên em nghiên cứu cũng như thiết kế lại hoàn toàn nên là được phiên bản giới hạn năm 2024 nha mọi người. Và giá của nó thì là 669 triệu. Và bộ này, riêng bộ này thôi thì bên em chỉ giảm được 5% là mặt hàng có sẵn, và giảm thêm 5% nữa khi quý khách hàng thanh toán nhanh trong vòng 3 ngày. Cộng dồn chính sách khách VIP, siêu VIP, super VIP là từ 10, 12 đến 15%. Giá cũng cực kỳ hời luôn mọi người. Đấy. Và nói thêm về bộ này thì bộ này được thiết kế theo phong cách là cổ điển hoàng gia với những đường nét đục chạm cũng không khác gì cái bộ trước em giới thiệu cho mọi người. Đấy. Từ phần chương nè. Đây, phần chương này thì có độ dày lên đến là 10cm, phần tay cũng là 10cm, phần tựa lưng là 13cm, phần mặt ngồi là 10cm, phần tay nè mọi người. Bộ này á, thì nó khác với những cái phiên bản trước bên em là cái phần tay nó bầu ra hơn một chút xíu nữa. Đấy, và nó nhìn nó sẽ thấp hơn một chút. Đấy. Cũng cực kỳ đẹp luôn. Phần tựa lưng là đóng nút giả niệm với những đường lai đen cũng cực kỳ tinh tế nha. Bộ này á, thì được bên em là gia công cũng như là đục chạm lại hoàn toàn bằng tay. Phần tựa lưng là được lộng công ấy, rất là đẹp. Và bộ này hiện tại đang là phiên bản độc nhất vô nhị ở bên Sơn Đông bên em. Và cuối cùng đó chính là bộ sofa đang hot nhất tại Sơn Đông, thì mời mọi người cùng em tìm hiểu nha. Và đây em đang đứng trong một bộ sofa hoàng gia super luxury phiên bản giới hạn năm 2023, được làm với chất liệu là gỗ cẩm lai, kết hợp ở đó là bọc da bò nhập khẩu từ Italia. Và bộ này thì bao gồm là 12 món phù hợp với những cái không gian kê đặt từ 30m² trở lên. Đấy. Và bộ này á, được thiết kế cũng như căn chỉnh lại cũng hoàn toàn mới luôn mọi người. Từ phần mặt bàn nè, mặt ghế cũng như là phần chương ghế nè, phần tay ghế cũng được làm với những cái thông số cực kỳ dày dặn luôn. Phần hoa văn chủ đạo cũng được bên em đục chạm hoàn toàn bằng tay nên là cực kỳ kinh bông và sắc nét. Rồi, và những cái phụ kiện đi kèm cũng như là chất liệu đi kèm á mọi người là đây, bọc da bò nhập khẩu từ Italia ha. Và da bò này thì bên em có chứng nhận là COCV kiểm duyệt đầy đủ cho mọi người luôn. Phần này thì bên em đục làm thêm là những cái chỉ viền, nhìn hoa văn rất là đẹp, nhìn xa thì rất là đẹp luôn. Đấy. Và điểm nhấn tiếp theo đó chính là cái phần mặt bàn này mọi người. Mọi người có nhìn thấy nó rất là đẹp không ạ? Nó được cẳng veneer trên lớp nền gỗ nu và được cảm chai nhập khẩu từ Singapore. Đây là một những cái loại mà nguyên liệu mà bên em cũng phải tìm kiếm cũng như căn chỉnh rất là kỹ càng nên mới tạo nên những hoa văn như thế này. Đấy. Ở khung thì là khung gỗ cẩm lai nha. À, bộ này thì bao gồm là 12 món thì em xin phép kể cho mọi người nghe. Đây là một sofa đôi nè, 4 sofa đơn, một bàn chính, 2 đôn kẹp, 2 đôn ngồi và 2 đôn trang trí. Em trưng bày 2 bình bông để hai bên. Đấy. Và toàn bề mặt của những cái mặt đôn như là mặt bàn á thì được bên em cẳng veneer trên lớp nền gỗ nu và cũng được khảm chai luôn mọi người, nhìn cực kỳ là sắc sảo. Và bộ này á, hiện tại bên em đang được giảm với mức giá là 20%, hàng có sẵn và cộng thêm 5% khi quyết hàng thanh toán trong vòng 3 ngày.
và cũng cộng dồn cho những cái chính sách khách VIP là 10, 12 đến 15%. Mọi người nếu mà quan tâm á, hãy để lại số điện thoại phía dưới, em sẽ liên hệ cũng như là tư vấn cho mọi người cặn kẽ. Và ba bộ sofa này hiện tại đang được trưng bày tại địa chỉ là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý khách hàng còn thắc mắc hay cần muốn biết thêm những cái thông số, thông tin chi tiết, hãy liên hệ em thông qua số là 0899 012 392 để gặp em để và hỗ trợ cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.